chào tất cả mọi người đã quay trở lại với một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay gió lại rất đẹp luôn. Anh em câu lạc bộ Diều Sáo đường bay 100m lại lên những siêu phẩm phải nói là cực kỳ khủng và cực kỳ quen thuộc. 8m6 hòa âm D 120, 5m bò D 70, 3m6 còi 90, 6m8 hòa còi D 100. Và một bộ bò nữa, một hòa âm nữa, rất nhiều siêu phẩm sẽ lên từ từ cho anh em xem nhá. Rồi, hòa còi D19 quả anh em nhá. Anh Lợi, anh muốn ghi âm bộ này lên là cho bộ này lên trước khoảng độ 1-2 phút. Xong rồi lại kéo xuống để ghi âm hòa âm. Siêu phẩm phải nói là rất đáng đồng tiền mất gạo đây. Quả cái già thế nhỉ. Nói siêu già luôn. Kén sáng rồi dài. Còn bé tí anh em. Bộ này rát lắm, đi hết cái luôn đấy. Quá thứ tha luôn. Trái tim của đường bay nghệ sĩ Đỗ Hữu nhá. Đỗ Hữu chào anh em gái nhá. Hello anh em. Đấy, người kéo đại trà trên nền bê tông nhá. 100 phát đeo được cả 100. 5m. Có hung béo vô ưu. Quả nhôm. Nó này kêu khủng luôn. Loạt sáo đang nằm đây rồi. Thì sẽ sâu cho anh em dần dần và từ từ luôn. Ui, bộ này gỗ đẹp quá. Không biết là gỗ gì đây. Bò tiếp. Hòa âm. Sen. Không gì nữa đây thì không rõ. Tạm thời cho hòa âm đêm 120 lên trước. Xong cho tiếp đến bò. Rồi, cho cụ ra đồng anh em nhá. Đi ra lối này này, đi ra lối này nó có thẳng nó sạch này. Vẫn chập 2 giây anh em nhá. 13.2, 13.5. Rồi. Đâu bẻ 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 vuông ra đây. Rồi, bộ leo vắt lên này anh em này. Vẫn phải có người cầm đầu dây nữa. Đây lộng gió quá, mình phải ra sau xe máy quay cho anh em.
Tiếp theo sẽ là 3m6 và còi D90. Em cứ đi đi xong rồi tí ghì sang bên kia, sang cái cây gần sát của anh nhé. Líp chặt. Ok. Vào con 86 rồi. Mày qua lẻ được rồi. Theo sẽ những siêu phẩm đang nằm ở dưới đất anh em nhá. Gió dưới lộng quá, hôm nay bay ở ngoài đường nên là rất lộng. Lộng quá mình không nhìn thấy gì đâu rồi. Gió dưới lộng lắm. Tiếp theo sẽ là đại bàng với bộ quay đây bao nhiêu đấy anh Duy? Chủ sáo kêu là không biết là đây bao nhiêu nhá. Ngắn dây thôi nhá anh nhá, xong rồi sang đường kia buộc luôn. Anh đi sang đường phát là giữ luôn đi. Em đi đến cái bụi cỏ là được rồi. Cứ sang đường đi. Rồi đấy em ra được rồi đấy. Không nó vào 86 á. Hết rồi anh em ạ. Gió quẩn quá. Ôi, mắc cào to rồi. Ở dưới lộng quá anh em, xuống cào nhau.
sợ quá. Đồng lộn hết lên rồi. Bay cả giày. Đưa lên giày tao. Cứ đu lên đi anh em. Clip rồi anh em ạ. Quả nhá. Quả đẹp luôn anh em ạ. Trần khớp đẹp luôn. Quả nét luôn. Lên xem ấm nào nha anh em nhá. Cộng 4,5 m. Gió dưới này lộng quá anh em thông cảm nhá. Quá lộng, ngoài đường quá lộng. Đàn bò. Leo lên rồi anh em ạ. Lùi tí nữa Tuấn ơi. Lùi xuống tí nữa. Lùi xuống tí nữa. Tiến lên cho nó kêu lên. Anh em nghỉ giải lao tí nhá anh em nhá. Xôi gà. Gà không lối thoát. Gà không lối thoát. Xôi gà.
ai cơ? Thế thì anh em lão tướng Trần Phương nhá, sở hữu 40 mấy bộ sáo này vải. Còn đây là vô hữu, còn đây là vô ưu nhá. Vô hữu. Đấy, bạn đang cầm cánh gà này. Trái tim. Trái tim lắm. Người nhẹ. Alo. Anh Duy là người nhẹ nhá. Còn anh Lợi là may cho anh hôm nay là mưa xong rồi có gió nhá. Đấy. Mời anh em ăn gà nhá. Mờ. Đã qua rồi. Đây tiền công ty thôi nhá. Còn đây là ông chuyên đội mũ nhá. Bầu dâu rồi. Bầu dâu. Đó đây. Bầu dâu hôm nay rất tiến bộ, là không mang theo đuôi nhá. Anh Huy hôm nay cũng dài. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tiếp theo của cuộc chơi ngày hôm nay sẽ là 4m ma bư nhá anh em nhá. Đại trà mấy mét đây em? 3m2 hoặc quài bao nhiêu đây? Quài 62 hoặc quài 62 à? Vâng. Đẹp quá nhỉ. Đài đồng hết anh em nhá. Bộ này ai làm em? Bộ này anh Huy anh ấy. Anh Huy Mini làm. Huy Mini làm nhá. À, đẹp. Ở lên thôi. Nick. Vâng, siêu phẩm của chúng ta lên được đúng 0,25 giây đã gãy. Gãy đầu rồi. Có bay nữa không em? Ừ, thay dây lèo xong rồi để cuối clip bay tiếp anh em nhá. Tiếp tục của cuộc chơi ngày hôm nay sẽ là 4m ma vư và hòa quay nhá. Con diều mất 3 ngày mới tìm thấy anh em ạ. Ok, lên thôi. Lít chặt. Không nghe gì luôn. Tiếp theo cuộc chơi ngày hôm nay sẽ là 5m8 của mình nhá. Cái hòa quài D100. Cùng chung vui trong cuộc chơi ngày hôm nay luôn. Diều của Nguyễn Anh Tuấn nhá. Form Phạm Hải, sáo Đỗ Chức. Rồi, chuẩn bị lên rồi anh em ơi. Tiếp theo sẽ là đại trà. Anh ấy cho em hỏi mấy mét đấy anh?
3 mét còi 6 phân không anh? 65 ấy. 6 đẹp thế. 6 này để em đoán nhá, có vẻ là của anh Hưng nhỉ? 6 lành. 6 của anh Lành nhá. 6 của anh Lành sao lại... À đúng rồi, 6 chú Lành. 6 phần đẹp lắm. Mít đúng không anh? Đúng rồi, mít. Mít đánh đen. Đẹp quá. Tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là 3 mét và còi 6 phân. Mày gió dứa rất lọng, anh em thông cảm nhá. Đấy, anh em này, 3 mét còi 6 phân. Chết rồi. Đi rồi, rồi mày quá. Cứng phết hay đùa. Hiện tại gió đang rất to anh em nhá. 5m8 và 8m6 vẫn đứng im. Xuống nha anh em nha. Gió to. Gió to đưa những em này xuống rất nguy hiểm.
Tiếp theo của cuộc chơi ngày hôm nay sẽ là 5,5 m anh em nhá. Với bộ cổng đôi siêu chất của anh Duy người nhện đường vai 100 m. Anh em bộ ấy đây ở hơn 100 nhỉ? 105 đúng không anh? 6 này là ở đâu ấy anh? 6 ở Vĩnh Bảo. Rồi, gió này thì anh em phải thông cảm nhá. Anh em xem rồi con nào cũng líp cả. Gió to quá. Rồi, bình rồi. Diều anh Duy tự độ nhá. To quá anh em không chịu nổi anh em. Gió màn bớt rồi nhưng mà vẫn không chịu nổi áp lực. Hai con này còn đang mắc dây nhau. Vào sáo rồi. Vào 8,6 rồi. Vào sáo rồi. Chết giờ. Nay nó cưới rồi thì đàn toang hết. Diều to mà. Úi giời, nó dày kia. Này bay miệng rồi. Sáu người ít gì đâu, 4,5 m. Dày vào sáo, sáo lủng lẳng này. Gió này giật quá. May quá nó cứng, không còn vọt lại được. Gió màn rồi. Quả đàn đấy. Quả còi. Nhà sợ kia bay mất ngọn thôi. Ngọn vẳng ấy kìa, ngọn vèo lên một góc ấy kìa. Rồi nó dày. Dao rồi. Lại vào. Sáo con kia là xoay vuông rồi nha anh em. Vẹo nó đi. Vẹo à. Tám mươi sáu đang đi ra đấy rồi. Đè 86 xuống luôn. Cả 4,5 m nữa. Tí xuống xem 4,5 m có thiệt hại thì phải sáo. Sáo thì vèo ra một góc rồi. Xoay vèo. Đưa cục 8,6 xuống.
Kìa kìa, đi thôi, đi nhanh. Cứ đi thôi. Hết gió rồi, hẫng gió rồi anh em ạ. Mong sao được cũng phải an toàn. Hôm nay tôi dừng lại lắp kiểu gì để ghép phái. Lúc nào cũng như đặt. Lúc nào cũng như đặt luôn. Rồi, còn em 4 mét rưỡi này nữa. Úi dồi ôi, sao vậy hết đi rồi. Xem sáo bị sao không anh? Sáo chỉ bị xoay thôi đúng không? Sáo không việc gì, chỉ bị xoay thôi anh em ạ. May quá, nó xoay đi thì nó không bị cộ ai. Chứ còn nếu mà nó đứng im quả đấy, chân vuông quả đấy là bay hết miệng. Nó buộc cái này nó mới giữ lại được, không nó bắt hết đi rồi. Đúng rồi. Nó bắt hết đi rồi. Cả cả ấy cái này nó mất tuốt hết. Nó tuốt một phát thì lên trên. May cái này nó thừa dây, anh phải tỉnh anh đi. Ok, an toàn rồi, an toàn rồi, an toàn rồi. Thu dần anh em nhá, gió không kém rồi. Kéo đi anh lại kìa. Ơi giời. Nhả bớt dây ra không nó sớm nữa bây giờ. Chết rồi. Ok. Ôi chết rồi.
Xem xuống bên tay nhẹ nhàng nhàng. Gió dứa nhẹ rồi. Hết gió rồi. Mười chín quả của cưng nhá. Dạ mạt. Anh vừa quay rồi. Sao này quay rồi. Đứt dây đấy. An toàn anh em nhá. Rồi cuối cùng là chim lửa thôi. Kết thúc của cuộc chơi ngày hôm nay. Kéo nốt 58 luôn anh em nhá. Okay.
hẹn anh em ở clip lần sau nhá. Thân ái và hẹn gặp lại.